Núp dưới bóng tôn giáo nhằm tuyên truyền tập hợp, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, khuếch trương tên tuổi để thực hiện âm mưu ly khai tự trị, thành lập nhà nước Mông. Đó là thủ đoạn và ý đồ của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Sự thật về tín ngưỡng Dương Văn Mình là như thế nào? Bản chất chống phá của tổ chức này ra sao? Chúng tôi sẽ làm rõ trong chuyên mục Góc chiếu thẳng hôm nay. Cũng trong chương trình, quý vị và các đồng chí sẽ gặp gỡ một người dân ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Một người đã nhận ra bộ mặt thật của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ bỏ u mê trở thành một công dân lương thiện, làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. Dương Văn Mình sinh năm 1961, còn có tên gọi khác là Dương Súng Mình, Giàng Sống Minh, nguyên quán ở xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Vào năm 1990, Dương Văn Mình bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ và bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân và hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên án 5 năm tù giam. Sau khi ra tù, năm 1995, Dương Văn Mình bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó thành lập tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, cho ra mắt cái gọi là tín ngưỡng Dương Văn Mình, tự phong làm giáo chủ. Cuối năm 2021, Dương Văn Mình chết do bệnh tật. Khi Dương Văn Mình chết, các đối tượng vẫn tiếp tục lợi dụng các hoạt động tôn giáo nhằm thần thánh hóa Dương Văn Mình, đồng thời tìm chọn, tiến cử người thay thế để lãnh đạo tổ chức, duy trì tín ngưỡng Dương Văn Mình. Vậy sự thật về tín ngưỡng Dương Văn Mình là như thế nào? Tự xưng là chùa Giáng Thế, Dương Văn Mình đã lừa bịp người dân bằng luận điệu mê tín hoang đường như năm 2000 trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết, ai theo Dương Văn Mình sẽ được Chúa Giêsu đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người trẻ sẽ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh, người Mông sẽ có tổ quốc riêng, vân vân. Muốn Dương Văn Mình cầu hồn cho khỏi ốm đau thì phải mang theo tiền, bánh kẹo, thuốc lá và những thứ của cải khác nộp cho Dương Văn Mình. Năm 2013, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản số 478 thông báo cho chính quyền các địa phương nêu rõ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là tổ chức có nội dung, hình thức hoạt động trái pháp luật, không phải là một tín ngưỡng, do vậy không được đăng ký sinh hoạt tôn giáo và không cho đăng ký sinh hoạt dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là tổ chức xâm phạm đến tài sản, vật chất, thời gian lao động của nhân dân và phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc, gây mất đoàn kết dân tộc. Việc bỏ hủ tục ma chay, cưới xin nặng nề, thực hiện theo nếp sống mới là không sai. Nhưng việc Dương Văn Mình hướng dẫn bà con bằng những hình thức mê tín như đã nêu ở trên, hoặc như nơi hành lễ là nhà đòn, thờ phụng con ve sầu, chim én, cóc gỗ, thay vì thờ cúng tổ tiên như trước đây là sai trái với phong tục truyền thống của dân tộc, trái với quy định của nhà nước về việc ma chay cưới xin. Vậy đằng sau việc lợi dụng tôn giáo của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là gì? Bản chất của Dương Văn Mình và các đối tượng cốt cán là lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân, sự chênh lệch giàu nghèo để tuyên truyền, kích động, truyền bá, tập hợp quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông với ý đồ ly khai tự trị, lập nhà nước Mông do Dương Văn Mình đứng đầu. Chúng đã lập ra ban cố vấn, hội người già, hội thanh niên, hội phụ nữ để đối trọng với thể chế chính trị của nhà nước, chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, như kêu gọi người dân không đi bầu cử, không tham gia, không thực hiện các chính sách chỉ tiêu về nông thôn mới, tìm sự hậu thuẫn từ bên ngoài và cung cấp thông tin cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tôn giáo đối với đồng bào dân tộc. Làm cho tình hình an ninh chính trị ở khu vực này vô cùng phức tạp, chỉ số phát triển kinh tế xã hội thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Khi còn sống, cuộc sống của Dương Văn Mình và các đối tượng cộm cán trong ổ nhóm rất vương xả. Trong khi những người tin và theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình thì đa phần có cuộc sống rất khó khăn. Một số người dân khi đã tham gia thì bị mất hết nhà cửa, rơi vào cảnh khó khăn, đã đứng ra tố cáo với chính quyền. Trước tình hình phức tạp đó,
các cơ quan chức năng đã kiên quyết đấu tranh, xử lý, truy tố, xét xử hàng chục đối tượng tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình về những hành vi vi phạm pháp luật. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào Mông không tin, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, ổn định đời sống. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều hộ gia đình người Mông đã hiểu rõ bản chất lừa đảo của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tự nguyện cam kết với chính quyền, từ bỏ tổ chức, trở về làm ăn lương thiện, làm giàu ngay chính quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh của anh Dương Văn Thà, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Cách đây nhiều năm, bị lôi kéo kích động, anh Thà đã đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Còn đây là hình ảnh anh Dương Văn Thà năm 2023. Tự tin với cơ ngơi khang trang và thu nhập ổn định từ chăn nuôi và trồng trọt, anh trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Điều quan trọng hơn là anh Thà đã nhận ra rằng không thể tin vào tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, chỉ có thoát nghèo mới không bị lôi kéo dụ dỗ. Theo tôi thì cái này thì cũng là do từng người đó, từng bản thân của mình tự quyết định và mình tự giải quyết cái công việc của gia đình mình. Đấy, là cảm thấy mình thấy thì cái này ấy, nên hay không nên thì đối với tôi thì phải nên ký. Thế đó. Là người tiên phong đưa cây thuốc lá về trồng, sau thời gian tự mày mò học hỏi, cùng sự giúp đỡ của cán bộ huyện, cán bộ xã, anh Thà đã rút ra kinh nghiệm chăm sóc vườn thuốc của mình, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm bón, chế biến. Nhờ vậy, vườn thuốc lá của anh cho sản lượng cao, chất lượng tốt. Ngoài trồng cây thuốc lá, anh Thà còn phát triển nuôi gà, nuôi lợn, trồng rau, trồng ngô, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của gia đình anh cơ bản được thay đổi. Điều đặc biệt quan trọng là tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo của gia đình anh Dương Văn Thà đã được bà con tin tưởng và học tập theo. Là để có như là làm bánh gương, cái máu cho có như là bà con để phát triển đi theo Dương Văn Thà. Đấy. Thì cái đấy thì có như là phát triển thứ nhất là về nhà cửa, đấy. Về cây trồng có giá trị, đấy. Thu nhập cao. Thì cho nên là có như là ông Dương Văn Thà thì cũng là nhiều anh em là học tập theo. Đấy, ví dụ như là ở bên kia thì có như là có Đào Văn Minh này, Đào Thị Hiền, với lại có như là Lý Xuân Mì và Triệu Văn Thuận này, thì bắt đầu tiếp tục như là sẽ học hỏi theo ông Thà là sẽ có như là trồng cây thuốc lá. Thì vẫn muốn là động viên cho bà con thì bảo là thôi phải chịu khó làm đi, không thì mình chỉ nhìn vào cây ngô thôi thì khi nào gia đình mình có thể phát triển được. Vì theo anh tính là 6 tháng làm mà 6 tháng ở không thì không có cái thu nhập ở ngoài vào nữa thì cổ đông phát triển được. Để làm cả đời cũng như thế là vẫn như thế. Kể từ khi rời bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, anh Dương Văn Thà đã chứng minh cho bà con thấy nếu như từ bỏ cái xấu, cái không tốt, tập trung làm ăn thì cuộc sống sẽ ấm no hơn. Anh tâm niệm, ngã thì phải đứng dậy mà đi tiếp, không thể trông chờ vào ai, tự mình phải thay đổi mới có cuộc sống tốt đẹp. Một tin vui là khi chúng tôi thực hiện phóng sự này cũng là lúc anh Dương Văn Thà đang được hoàn thiện các thủ tục theo quy trình để kết nạp đảng. Tin rằng Dương Văn Thà sẽ là một đảng viên gương mẫu và quê hương anh sẽ có nhiều đổi thay hơn bởi có những con người dám thay đổi như anh Dương Văn Thà. Chuyên mục Góc Chiếu Thẳng của báo Quân đội Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.